quý vị nào mà hay xem những cái show mà Task 70 show đó thưa quý vị cái show này là quý vị chiếu ở trên khắp ở channel là không cần phải mua gì hết là quý vị hay xem những cái show rất là vui những người này đóng thì quý vị cũng biết hai diễn viên rất là nổi tiếng đó là Mila Kunis và Ashton Kutcher thưa quý vị hai người này đóng cùng một cái show đó với nhau nhưng sau đó lại không có date với nhau không có quen nhau nhưng mà sau này hai người đã trở thành vợ chồng với nhau thưa quý vị một cái tin hôm nay về hai người này họ đã quyên góp được 30 triệu Mỹ kim cho những người tị nạn của Ukraine, diễn viên Mila Kunis và À, Aston Kutcher đã quyên góp được hơn 30 triệu cho những người tị nạn ở Ukraine chạy trốn khỏi đất nước trong bối cảnh cuộc xâm lược Nga vừa rồi đang diễn ra và cặp đôi này họ đã lên trên YouTube và là lên trên livestream để mà cảm ơn tất cả những người đã quyên góp cái số tiền đó và đóng tiền có tất cả là hơn 65.000 người đã quyên góp và trong đó có tất cả những người bình thường cũng có và diễn viên những người hâm mộ của hai diễn viên này thưa quý vị. Và Quý vị cũng biết là bản thân của Kernis là một trong những người của Ukraine thì họ làm cái GoFundMe ở trên cái trang web là GoFundMe và cô ta giải thích rằng là cô ta đã sinh ra ở Chernivtsi là một thành phố ở phía tây nam của Ukraine vào năm 1983 và gia đình của cô đã được định cư du lịch ở Mỹ và đã định cư ở Mỹ và hai người này họ đã cảm ơn rất là nhiều về cái những người mà họ đã giúp những người tị nạn ở Ukraine và khoản kim quyên góp ở trên GoFundMe đã được chuyển đến hai tổ chức đó là công ty vận tải hàng hóa flashport đang được tổ chức các chuyến hàng cứu trợ đến địa điểm tị nạn ở Ba Lan, Romania, Hungary, Slovakia, Moldova và Airbnb như Nhi và Lê Thái cũng đưa tin vào tuần trước thì họ cũng cứu trợ và giúp những người này. Họ đã cung cấp nhà miễn phí ngắn hạn cho người tị nạn ở Ukraine. Kurnis và Kutcher cũng cùng với những cái ngôi sao điện ảnh khác rất là nổi tiếng quý vị cũng biết đó là Black Lively và Ryan Reynolds là cũng là hai người diễn viên rất là nổi tiếng kết hợp với là hai diễn viên này để quyên góp tiền tị nạn cho người Ukraine và trong đó một cái model nổi tiếng đó là Gigi Hardy. Gigi Hardy là Lê Thái cũng biết là ai cũng biết quý vị lên trang web mà search cô gái này cái người model này là cô ta rất là nổi tiếng và con của cha mẹ là tỷ phú đó thưa quý vị Địa phố ở trên vào rất là nổi tiếng và rất là đẹp cũng quyên góp cái số tiền cho những người tị nạn ở Ukraine